Tàn quá mùng rồi. Thầy cha cái tủ điện nhà anh em ơi. Tủ điện. Tàn này mùng quá mùng. Quất. Nè nè nè. Đó. Xe này nhiều hơn xe nãy. Xuất hiện ra. Xe này cũng cỡ 60 bao nè mày. Đường đan nha anh em. Bắt cái màu kìa anh em ơi. Rồi, cây 100 hiện tại đang di chuyển đi anh em ơi. Đang chạy bộ trên đường đan. Ở đây thì Kubota 105 hiện tại đang khởi động. Rồi, bây giờ thì khởi động bắt đầu anh em chuẩn bị lên bao. Bữa nay anh em mình giải trí đến Kinh Dũng miền Tây mình ha. Cây này thì cây 100 Thái anh em. Cây 100 Thái này thì đến từ Châu Phú, An Giang, chạy đồng qua Kiên Giang anh em ơi. Cây 100 này đến từ huyện Châu Phú, An Giang, chạy đồng qua Kiên Giang. Ở đây thì xã Vĩnh Phú anh em ơi. Này thì Tây đang cầm tay cây 100 này. Ôi ơi. Phối hợp chủ ruộng. Lúa này trúng lắm anh em ơi. Lúa này thì lúa OM18, lúa này thì giá bán được 8.500-8.500 một ký anh em. Đây thì chủ ruộng ra để coi lúa anh em ơi. Máy này thì chạy thì ok rồi, máy này chạy cắt lúa rất là đẹp. Xe kéo này thì bình dầu của cây 60. Động cơ thì động cơ của cây 70 Blue. Một tài một lơ. Rồi, đẩy. Bữa nay thì nắng ráo, bữa nay cắt cũng nhiều máy lắm anh em ơi. Ở độ trên xa quá xa máy mình nhìn không tới. Hiện tại thì ở đây dàn cây 100 này mình quay cây 100. Máy này đẩy cũng dữ lắm.
tài này bằng bằng ơ chạy dữ lắm, chạy chạy container không à. Rồi xe kéo đang đi vô. Máy này vượt tốc độ lắm luôn nha anh em, quả thường nha. Sao bự bự kìa. Kinh khủng không? Lúa vụ này công cũng cỡ 8-900 kg anh em ạ. Lúa này đúng không? Được rồi. Công cũng cỡ 8-900 kg à, không lên nữa. Ôi giời, đang quỷ diệt kìa. Ôi giời, chơi cái đầu khỏi đội nón luôn kìa. Cái đầu trời tối luôn. Dữ dằn không? Thấy gì với châm lẻ này bào cũng mau lắm nè. Lúa thảy đóng đóng luôn. Phanh cua ra quá lẹ. Đấy. Xa xa ở trên kia nhiều máy lắm anh em à. Mấy cây trăm lẻ trên kia kìa. Lúc này tài tay đẩy lúc hàm luôn nè. Xa bờ 3.600 vòng. Máy này xa bờ lẻ quá lẻ. Bánh này bánh lớn nha anh em. Lúa bao nằm thấy lởn khểnh, trắng động hết anh em à. Rồi, chưa nắng mà không có cái nón. Chắc một hồi bốc khói luôn quá. Anh này thì quên đem nón theo hay sao à. Bao này cũng cỡ 55-60. Còn trăm lẻ thì đang đi xuống nè anh em, hậu này cũng dài lắm. Còn đoạn trong còn một thớt nữa. Bán vô. À còn lấy thêm, lấy thêm. Lúa trắng đồng hết. Lúc này tài tay đang đẩy lúc cây luôn. Tranh thủ cắt cho nó mèo chứ để thôi hồi chiều mưa cái nữa là bỏ cụ. Trời nắng thì cứ đẩy ra để hồi chiều mưa. Cắm gà trời mưa không có được cắt, bữa nay nắng là đi tốc độ. Đẩy. Ừ. Đẩy lúc cây luôn à. Ôi xe kéo vô bụi lùm luôn rồi. Đó. Xe này nhiều hơn xe nãy. Xuất hiện ra. Xe này cũng cỡ 60 bao anh em à.
lên đường đa anh nghe anh em bóc bánh đậu kìa anh em ơi. Ấy cha, trời ơi trời, kêu gì dữ vậy ông nội. Xe thì quá bự rồi. Lên đường ra nó nhai cái gì nghe cái góp hết hồn á. Nhai góp góp. Lô này thì hơn 20 công mà nãy giờ một tiếng hơn là rồi anh em ơi. Máy này chạy cắt lúa rất là đẹp. Này trời nắng ráo à, bắt đầu tài cho 107 à, còn trên đó thì hết rồi anh em ơi, còn xuống dưới đây. Cái này thì cái cục này thì cái cục mở nghe anh em. Trời ơi. Rồi bước vô luôn. Quẹo ra quẹo ra. Rồi cắt lúa cũng vừa xong anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.